mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món mứt gừng sợi dẻo. Một món ăn không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để tìm hiểu cách làm món mứt gừng sợi dẻo này nhé. Để làm được món mứt gừng dẻo này, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 300g gừng. Các bạn nên chọn loại gừng gọi là gừng bánh tẻ, chưa già quá. Nếu mà gừng già quá thì nó sẽ có nhiều xơ, ăn sẽ không ngon. 150g dứa chín, 1 thìa canh nước cốt chanh và 220g đường cắt trắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Muốn gọt vỏ gừng nhanh và dễ dàng thì mình sẽ cho gừng vào trong bát nước, ngâm khoảng 10 đến 15 phút. Rồi giờ mình sẽ để gừng ngâm khoảng 15 phút nhé. Và đây là gừng của mình sau khi ngâm được khoảng 15 phút, phần vỏ đã rất là mềm. Mình sẽ gọt vỏ gừng nhé. Mình đã đổ nước đi, vớt gừng ra một cái đĩa. Và mình có chuẩn bị ở đây một bát nước. Để mình cạo gừng gọt vỏ xong mình sẽ cho vào tô nước. Các bạn gọt bỏ phần vỏ gừng đi. Cạo vỏ xong thì các bạn cho gừng vào trong bát nước này. Và mình sẽ tiếp tục cạo các phần gừng còn lại. Và đây là gừng của mình sau khi đã gọt vỏ. Bây giờ thì mình sẽ thái gừng ra thành các cái sợi nhỏ. Sau khi thái sợi xong, các bạn lại cho gừng vào trong cái tô nước. Và mình sẽ tiếp tục thái nốt những phần gừng còn lại. Gừng sau khi đã thái sợi thì bây giờ mình sẽ mang đi rửa lại thật sạch. Mình đã cho lên bếp một cái nồi đựng khoảng 1 lít nước. Mình sẽ cho vào cùng với nồi nước 1 thìa canh nước cốt chanh mình đã chuẩn bị sẵn và đun cho nồi nước sôi lên. Trong khi đợi nồi nước sôi thì mình sẽ thái dứa ra thành các cái hạt lựu nhỏ. Các bạn cũng có thể cho dứa vào trong máy xay sinh tố để xay nhỏ nhé. Nồi nước đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho gừng vào luộc. Các bạn đun cho nồi nước gừng sôi trở lại. Khi nồi nước gừng đã sôi trở lại thì các bạn đun sôi thêm khoảng chừng 3 đến 4 phút nữa. Sau khi luộc gừng được khoảng 3 đến 4 phút rồi thì bây giờ mình sẽ thay cái lớp nước này đi, đổ gừng ra và thay một nước khác luộc gừng lại một lần nữa. Mình đã cho một nồi nước khác lên bếp và đun sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ cho gừng vào luộc một lần nữa. Cho gừng vào trong tô nước lạnh ngâm khoảng chừng 10 phút cho gừng thật là nguội. Sau đấy các bạn vớt ra rổ và để cho gừng ráo nước nhé. Gừng sau khi để cho ráo nước thì mình đã cho vào một cái âu này.
Bây giờ mình sẽ cho phần dứa mình đã thái hạt lựu vào cùng với gừng. Các bạn thích dứa xay thì cũng có thể xay nhỏ ra nhé. Và mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ trộn đều lên. Các bạn trộn cho đường thật là đều ngấm với gừng với dứa nhé. Bạn nào mà thích không thích ngọt lắm thì các bạn có thể cho bớt lượng đường lại. Cái này thì các bạn điều chỉnh tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Giờ thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc tô gừng dứa này lại và để ướp trong khoảng chừng từ 4 đến 6 tiếng cho đến khi mà đường tan hoàn toàn ra là được. Và đây là phần gừng dứa sau khi mình đã ngâm với đường được khoảng 6 tiếng. Phần đường đã tan hết ra rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi xên nhé. Mình đã bắc một cái chảo lên bếp và đun cho chảo nóng lên. Mình sẽ cho phần nước đường vào trong chảo và đun sôi phần nước đường trước. Các bạn đun cho phần nước đường sôi lên. Khi phần nước đường sôi thì các bạn tiếp tục đun cho nước đường sệt lại nhé. Khi phần nước đường bắt đầu sệt lại thì mình sẽ cho phần gừng và dứa vào để xào cùng. Vì có thêm cả phần dứa nữa nên là cái phần nước nó ra rất là nhiều. Các bạn tiếp tục đun sôi trở lại. Các bạn nhớ nấu ở lửa vừa thôi nhé. Thi thoảng khoảng 5 phút thì các bạn lại đảo qua một lần nhé. Dứa của mình chưa chín lắm nên là khi mình xên các bạn có thể thấy được phần dứa và phần gừng rõ rệt. Các bạn nên chọn phần dứa mà nó đã chín ấy. Nó có cái màu vàng giống như là phần gừng này. Khi mình xên thì hai màu nó sẽ quyện vào nhau và trông nó sẽ đẹp mắt hơn, sẽ ngon hơn nữa. Phần dứa chín bao giờ nó cũng thơm hơn. Các bạn xên cho đến khi mà mứt chuyển màu trong và đường keo lại, mứt chuyển màu trong là được. Phần mứt của mình đã chuyển sang cái màu trong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tắt bếp cho mứt ra đĩa và để cho mứt nguội nhé. Và đây là đĩa mứt gừng dẻo mình vừa hoàn thành các bạn ạ. Trông rất là hấp dẫn. Vì là mứt gừng dẻo nên mình sẽ không xên kỹ như là mứt dừa hay mứt cà rốt, mà các bạn chỉ cần xên đến khi mà miếng gừng chuyển trong và đường sệt lại để tạo cái độ dẻo cho miếng mứt gừng của mình như thế này là được nhé. Mứt gừng dẻo này các bạn để nguội, sau đấy cho vào lọ thủy tinh. Các bạn để dùng dần rất là tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình sẽ ăn thử một sợi mứt gừng nhé. Rất là dẻo này các bạn. Vì là gừng bánh tẻ nên là mứt gừng có độ cay vừa phải. Nó vẫn giữ được cái vị cay nồng thơm của gừng. Nó có thêm vị thơm của dứa nữa các bạn ạ. Các bạn hãy thêm ngay món mứt gừng sợi dẻo này vào danh sách các món mứt trong những ngày Tết sắp tới nhé. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể tự tay làm được những đĩa mứt gừng sợi dẻo thật là thơm ngon và hấp dẫn để thưởng thức cùng với gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.
Giờ thì chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn có một cái Tết thật ấm áp, trọn vẹn bên gia đình, người thân.